Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Như anh em cũng đã biết, vũ hồn chính là yếu tố vô cùng quan trọng đối với hồn sư, bởi sức mạnh của họ trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào thuộc tính vũ hồn. Vũ hồn được chia thành hai loại chính, chính là khí vũ hồn và thú vũ hồn. Trong phần thứ hai, thú vũ hồn gần như chiếm ưu thế hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn có biết rằng trong thế giới hồn sư có những vũ hồn cực kỳ bá đạo? Hãy cùng với LTG khám phá 10 loại vũ hồn bá đạo này. Xin lưu ý rằng đây không phải là một bảng xếp hạng, mà chỉ là phân tích về những vũ hồn đặc biệt này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về danh sách những vũ hồn mạnh nhất, chúng tôi đã làm và để ở phần mô tả của video. Nếu quan tâm hãy ghé qua nhé. Vị trí thứ 10, Huyền Vũ Quy, đỉnh cấp cấp bậc phòng ngự hệ thú vũ hồn, với huyết mạch của thần thú Huyền Vũ, có sức mạnh phòng thủ vô song, đồng thời lại có khả năng tấn công mạnh mẽ và khống chế cường đại. Ở phần thứ hai, người sở hữu là Từ Tâm Thạch, một trong thất quái thế hệ thứ hai. Vị trí thứ 9, Thất Sát Kiếm, vũ hồn của siêu cấp đấu la Trần Tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bằng vào một thanh cùng sát vô song, Thất Sát Kiếm được xưng là thiên hạ đệ nhất công kích hồn sư. Nó dài 4 thước, rộng 3 tấc, chuôi dài 1 thước 2 tấc, tên là Thất Sát. Vị trí thứ 8, Tà Mô Bạch Hổ, truyền thương vũ hồn của Hoàng Thất Tình La Đế Quốc. Tà Mô Bạch Hổ vốn dĩ thuộc loại thú vũ hồn, thế nhưng vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, có thể kết hợp với vũ hồn U Minh Linh Miêu tạo thành vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Vị trí thứ 7, Cửu Tâm Hải Đường, vũ hồn truyền thừa của Cửu Tâm Hải Đường Tông. Loại này đặc biệt ở chỗ chỉ có duy nhất một cái hồn kỹ, kể cả khi có bao nhiêu hồn hoàn đi chăng nữa, hiệu quả là phạm vi tính chất toàn thể trị liệu. Trị liệu trình độ theo tâm ý khống chế của hồn sư, đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều thì hồn lực tiêu tốn càng nhiều, thích hợp phụ trợ trong đấu đôi. Đáng tiếc mỗi một thời đại chỉ có một người có thể thừa kế vũ hồn. Vị trí thứ 6, Lam Điện Bá Vương Long, tông môn huyết mạch truyền thừa vũ hồn. Trước hệ tông môn đệ tử phần lớn cũng đều là loại vũ hồn này, nhưng thỉnh thoảng có biến dị. Bằng vào long hóa nhục thể của mỗi lô điện nắm ở trong tay năng lực mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất thú vũ hồn tại Đấu La Đại Lục. Vị trí thứ 5, Cửa Bảo Lưu Ly Tháp, vũ hồn hệ phụ trợ mạnh nhất tại Đấu La Đại Lục. Kể từ khi chữ Vinh Vinh phục dụng khởi lạ Uất Kim Hương thì cô đã có thể tiến hóa 100% hình thái. Kể từ khi chữ Vinh Vinh phục dụng khởi là Uất Kim Hương thì cô đã có thể tiến hóa ra 100% hình thái. Thất Bảo Lưu Ly Tháp trở thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, tất cả thuộc tính trạng thái đem so sánh cùng với Cửu Tâm Hải Đường thì nó lại chú trọng tăng phúc đơn lẻ hơn và cả hai đều có ưu khuyết điểm. Vị trí thứ 4, Lam Ngân Hoàng, hình thái cực hạn của vũ hồn hệ thực vật. Tất cả Lam Ngân nhất mạch mãi mãi cũng là nhất mạch truyền thừa, chỉ có đời trước Lam Ngân Hoàng qua đời thì mới có thể xuất hiện Lam Ngân Hoàng đời sau. Bản thân nắm giữ năng lực mạnh mẽ từ huyết thống, có thể áp chế hoặc khống chế những thực vật hệ hồn thú hay là vũ hồn khác. Vị trí thứ 3, Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng, duy nhất thuộc về Mã Hồng Tuấn cực hạn vũ hồn, vốn là biến dị từ vũ hồn Tào Hỏa Phượng Hoàng, về sau phục dụng kê quan Phượng Hoàng Quý, trừ bỏ Tào Hỏa cùng với tạp chất bên trong, đồng thời kéo dài tiến hóa tới đỉnh cấp vũ hồn Thập Thủ Hỏa Phượng Hoàng. Về sau Mã Hồng Tuấn dựa vào vũ hồn này thăng vào thần giới trở thành nhị cấp thần chi, Phượng Hoàng Chi Thần. Vị trí thứ 2, Hạo Thiên Truy, đấu là đệ nhất tông môn Hạo Thiên Tông huyết mạch vũ hồn, đồng thời cũng là thiên hạ cường công hệ khí vũ hồn đứng đầu, nắm giữ lực phá hoại cực hạn, mỗi một cái hồn hoàn kèm theo đều sẽ tăng cường hồn sư bản thể thuộc tính cùng với Hạo Thiên Truy trọng lượng. Vị trí thứ nhất, Lục Dực Thiên Sứ, thần cấp vũ hồn, tiên thiên 20 cấp hồn lực, hơn nữa còn nắm giữ thiên sứ lĩnh vực đạt tới cực hạn, nếu so sánh về sức mạnh thì Lục Dực Thiên Sứ hoàn toàn xếp trên tất cả vũ hồn ở trên. Vậy các bạn nghĩ sao về 10 loại vũ hồn này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.